Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một con máy cày bánh xích mini Biroco TBC 153 ha. Do ngoài đây nó mưa quá nên anh em cho nó vô đây em quay, nó hơi tối, mấy anh em thông cảm giúp em ha. Đây, đầu tiên em sẽ quay cho anh em xem cái vàng lông của nó đây. Vàng lông còn rất là đẹp luôn, bao riêng nha anh em, con này riêng nguyên con, không qua dặm giá dặm tút gì hết á, rất là đẹp đây nè. Vàng lông còn rất là đẹp, còn chữ nhật luôn. TBC 13 nó bị dính cái gì này. Quay sơ cái vàng lông cho anh em xem coi nó đẹp cỡ nào rồi. Thấy không, rất là đẹp luôn cái vàng lông, từng chi tiết luôn đó, anh em thấy không. Bánh xích xích cao su đó, xích thì anh em thấy không, xích còn rất là đẹp luôn. Đây vàng gầm vàng chân nguyên viên nha anh em, không qua giảm giá bất cứ chỗ nào hết đó. Trong lóc liếc rồi nè đó. Thì con này thì nó chuyên chạy nước đó, chuyên gì chạy nước rồi, rất là đẹp. Đó, cái vàng chân riêng của nó luôn. Còn ví dụ như mấy anh em nào mua mà muốn làm cái vàng chân này đẹp lại á, thì cứ liên hệ với em ha. Còn ốc ác rồi nè anh em thấy không, rất là đẹp. Cho cái thời tiết mà bây giờ mà trời nó u u vậy mà em quay mà anh em thấy cái độ đẹp của nó, rồi mình dầu đã kìa, heo vét rồi nè anh em thấy không, bảy màu hết. Ít xài anh em, từng cái chi tiết luôn nè, đó em chung kỹ cho anh em xem nha, cái chi tiết nhỏ nhặt nhất của nó này. Rất là đẹp luôn. Ué, con này thì nó chạy ít lắm anh em, đó này nè. Con này thì nó mới chạy có 500 mấy giờ. Hệ thống số đây, con này là ben cơ số cơ nha anh em, ben cơ số cơ, trợ lực lái có ben nghiêng. Đây hệ thống ben nghiêng của nó đây, đó, đây anh em dòm những cái trọng dây rồi nè, anh em thấy không, rất là đẹp. Đấy, đèn xi nhan đây, ben hai cần đó. Đây là bên nghiêng nha anh em. Đó, bên nghiêng. Đây ghế riêng theo xe luôn. Đó, rất là đẹp. Từng chi tiết luôn. Nó đâu đẹp toàn diện luôn. Con này lúc trước em cũng có một con TBC 18 bán về ra ngoài Hòa Bình. Con đó thì nói chung là không có vé với con này. Đó là em xác nhận. Con này nó đẹp dữ lắm. Đây, 508 giờ. Rất là đẹp luôn. Keo nó bị xúc ra đây. Như vậy là mới đúng nè. Còn phải giáp mí như vậy nè. Đúng bài. Đây hệ thống điện đèn còi xi nhan đây. Đó, đèn nè, xi nhan nè. Xi nhan nè. Trước nè. Anh em giờ có bánh xe đó. Thấy không? Đây là hệ thống số nè, này là tiếng luôn. Tiếng lùi nè. Và này mo 1 2 3 4. Đây là số xới 1 2. Hai số xới và một số xới da. Đây hai cần nhanh chậm. Cần nhanh chậm đây. Đó, nhanh chậm là nằm ở đây nha. Còn cái này thì nó không có gài cầu nha, nó chỉ có một cần ăn ba da và một cần thắng thôi. Đó, còn cái này là cái gai chân nè, gai tay. Đó, cái này. Nghe là nổ rồi. Đây, vô số 1. Chặt tới. Thì mình quẹo bên nào đó thì nó quẹo bên đó thôi. Giống như anh em quẹo như vậy á thì một bánh bên đây á nó sẽ đi tới và một bánh bên đây thì nó sẽ đi lui. Đó, nó đơn giản vậy thôi.
nè, đó nha, một bánh bên đây đi tới nè, một bánh bên đây nó đi lui đó. Thắng lại thì thắng lại là nó vẫn thắng nha anh em. À cái này là số chậm nè, qua bên đây là chậm, bên đây là nhanh. Đây hệ thống lái trợ lực đó, nè thấy không, lái rất là nhẹ nhàng đó, nó cũng dễ lái lắm nè, mình giật bên nào thì mình lái bên đó thôi. Vô cua gấp lắm anh em, à, anh em thấy không? À, nó vô cua rất là gấp. Và hai nữa là nó dành cho những thứ nhất là đụng lầy, thứ hai là đụng nước. Rồi về mo thì mình giật cái này. Là cái số này là dẹp không? Đó, thấy không? Số 1, 2, 3, 4, còn này tiến lùi. Tiến lùi đồng tốc. Bấm chìa khóa. Đó. Bảo thì gặp qua đây một cái nè. Là nó báo nè. Báo bờ bình nè. Báo nhớt nè. Cái này là cái gì chả biết nữa. À, là gặp qua nổ. Đó. Nhẹ là nổ thôi. Có trọng gì? Dạ. Nó sát vô góc luôn anh em thấy không? Rất là gọn. Đó. Nhìn nó ngoài cũng hơi to sát á. Đẹp lắm. Đó, mấy anh em có nhu cầu thì liên hệ với em ha. Qua số điện thoại 0913948706 0972547272. Đó, em sẽ báo giá cụ thể phí ship cho anh em. Đó. Rồi thôi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Quá đã luôn.